Nhiều anh em hay nói rằng là chơi game ấy mà mất bình tĩnh ấy thì là mất hết, đúng không anh em? Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video gọi là chia sẻ cho anh em về cái việc ngày xưa ấy thì mình cũng gọi là có từng gọi là bị đúng kiểu là bị mất bình tĩnh luôn ạ. Đánh nó kiểu là vội vàng, xong rồi đánh nó kiểu gọi là gấp thép, đánh nó kiểu là không ổn định vốn anh em ạ. Và mình cũng đã phải trả giá rất là nhiều rồi. Đấy, thì ngày hôm nay thì mình muốn lên một cái video để tâm sự với anh em rằng là khi mà chúng ta chơi hay chúng ta đang lựa chọn vào một cái dạng cầu nào đấy ấy, thì anh em cũng nên là suy nghĩ cho nó chín chắn trước khi mà các bạn gọi là xuống tiền. Xuống tiền ấy thì một khi anh em đã xuống ấy thì cũng không thể nào lấy lại được anh em ạ. Nên là những gì mà anh em mình chúng ta đánh ấy, chúng ta phải là biết rằng là có thể anh em mình sẽ mất, nhưng mà mất chúng ta phải gỡ, chứ không phải là chúng ta mất mà chúng ta gọi là vội vàng, chúng ta gọi là all in, hay là chúng ta đánh gấp 3, gấp 4. Mình thấy rằng là đa số anh em ấy ở thời điểm tại ấy, thì có rất là nhiều anh em cũng kiểu là mới chơi thôi. Như kiểu là mấy anh em chơi trai gọi là 15, 16 ấy, có một cái lối đánh cực kỳ là khát máu anh em ạ. Khát ở đây cũng như kiểu là gì? Anh em đánh có thể là hôm nay anh em đỏ, anh em ăn to luôn, nhưng mà có thể ngày mai ngày kia các bạn thua sạch. Đấy là cái kiểu đánh của anh em giới trẻ thời điểm tại các bạn ạ. Vậy nên rằng là các bạn thấy không? Bây giờ ấy, đa số là những người gọi là báo đi. Mình gọi là những người gọi là báo cha báo mẹ đi đấy, toàn là giới trẻ thôi anh em ạ, toàn là những ông gọi là từ 2K, 2K3, 2K4 đổ xuống, toàn là những ông trẻ trẻ thôi, bây giờ nợ cũng ngập đầu. Cái này thì mình không nói là người lớn thì lại không ngợi nhá, nhưng mà giới trẻ người ta đánh bây giờ là đa số là rất là ối rồi luôn ạ, rất là vội vội, xong rồi rất là tham. Thế là nó tham thật, ai cũng tham thôi, nhưng mà tham nó phải có mức độ. Có mấy anh em gọi là đánh cứ một mờ là muốn ăn phải tầm 30 40 mờ cơ anh em ạ. Đấy, không ai đỡ được nhá các bạn nhớ. Nói thật với anh em là mình cũng kể cả bây giờ mình có kinh nghiệm bấy 8 năm mình chơi đi, đúng không? Mình gặp được các loại cầu rồi. Nhưng mình cũng không bao giờ mình dám gọi là nói rằng là đánh một củ mà lên được gọi là 30 40 củ anh em ạ. Đấy, nó chỉ là trong cái một cái câu chuyện thôi. Được chưa? Nhá. Anh em mình cứ đánh vừa thư giãn thôi. Thế nào khó quá thì bỏ qua chứ đừng cố chấp anh em nhớ. Cái sự cố chấp của anh em ấy thì có thể sẽ khiến cho anh em sẽ phải gặp với những cái cầu ví dụ như là các bạn cố chấp đánh cầu 1-1 các bạn cố chấp bẻ, được chưa? Các bạn cố chấp, các bạn bẻ cầu 1-1 đó, các bạn cố chấp gọi là bẻ cầu 2-2 gì đấy là các bạn sẽ ăn phải một cái dây mà các bạn có thể thua sạch đấy, nên là không nha. Nên là nhiều bạn thấy bạn bảo mình là thế sao là thi thoảng em thấy anh bẻ, nhưng mà các bạn thấy mình bẻ là mình bẻ theo công thức, chứ mình không phải bẻ theo kiểu là mình bẻ xong là thế sau mình bẻ tiếp, mình bẻ lữa bẻ bẻ mãi, đúng không anh em? Mình bẻ bởi vì là công thức nó hướng vào là bẻ, nó hướng vào cái tiếng đấy, chứ mình không cố định ý định bẻ bạn nhớ. Hay nhiều khi là anh em cứ nhìn tưởng là mình bẻ cầu có thứ, nhưng không anh em ạ, cái hướng cầu nó hướng vào đấy thì mình đánh thôi, còn nếu mà đen quá thì nó gãy, đúng không? Đấy là câu chuyện bình thường anh em ạ, chứ làm sao mà ai biết trước được 100%, đúng không? Chúng ta chỉ cố gắng là gì, chúng ta ngồi chúng ta nhìn, chúng ta gọi là hiểu cái dạng cầu để chúng ta gọi là phân tích, chứ không phải là chúng ta gọi là bẻ đến khi nào cho nó gọi là phải ăn được thì thôi. Không phải là anh em nào cũng là có nhiều vốn để mà có thể gọi là chơi theo cái kiểu là solo đấy, người ta gọi anh gọi là kiểu solo đấy anh em, đúng không? Người ta gọi kiểu đấy là cái kiểu solo với cả gọi là cái đấy đó. Ở đây thì mình đang thấy rằng là cầu của anh mình khá là ngắn, một cầu hai, hai cầu hai, có thể đây sẽ trả là ba cầu hai nhá, có thể đấy. Tại này mình sẽ đi một tiếng ba củ nên định là nhà thôi, vốn mình cũng chỉ có tầm khoảng là 40 thôi mà anh em, vốn mình đi cũng chỉ có tầm khoảng 40 thôi mà. Nên tiếng này ba thì vẫn gọi là nhẹ nhàng các bạn nhé, tiếng này ba thì vẫn là nhẹ nhàng, tiếng này ba thì vẫn là nhẹ nhàng anh em ạ. Rồi ok, không đi ai ai thì đi cầu ngắn đúng không, không đi ai hai thì sẽ đi cầu ngắn, không đi ai hai thì sẽ đi cầu ngắn anh em ạ. Cái gì đâu, 2-1-1-2 nhiều mà các bạn, 2-1-1-2 nhiều lắm, mình có thể nằm im một chỗ luôn anh em nhớ. Mình nếu mà nhìn qua thì đây đúng là cái dạng cầu chúng ta chỉ cần nằm im một chỗ thôi là nó cũng có thể sẽ quay đầu lại rồi anh em ạ, được chưa? Chỉ cần nằm im một chỗ thôi, cầu nó hoàn toàn là có thể sẽ quay lại một cái tiếng cầu là cầu 2-1 nhá, không cần phải đi đâu luôn anh em ạ, được chưa? Đó, hiểu rõ cái dạng cầu thì chúng ta đánh nhàn lắm, chả bao giờ phải gọi là đụng vào nhiều anh em ạ, không bao giờ phải đụng vào nhiều, không bao giờ phải đụng vào nhiều đúng không? Là một tay to, tay này lại đánh một bồ tiếp, đánh nhỏ nhỏ thôi. Đấy, tay này thì lại đánh một mờ thôi, à đánh 2 mờ thôi, lại đánh một bồ tiếp quả nhớ, lại quay về bồ tiếp. Lúc nãy thì mình có chơi 1-1 đấy, nhưng mà nó bị gọi là gãy 1-1.
Bây giờ mình lại chơi một bốn tiếp. Ok. Đó, lại về một bốn tiếp anh em thấy không? Chịu không? Mặc dù mình đánh cũng khá là nhiều tay chứ không phải đánh theo kiểu là soi cầu các bạn nhá. Đó, đánh theo kiểu khá là nhiều tay đấy. Nhưng mà nói chung thì cái độ hiệu quả thì nó vẫn có. Ừ. Cái độ hiệu quả nó mang lại cho anh em thì nó vẫn có các bạn nhá. Độ hiệu quả mang lại cho anh em thì vẫn vẫn khá là ổn anh em ạ. Vẫn mang lại cho anh em một cái độ hiệu quả cao. Em thấy không? Một bột đây. Anh em thấy không? Chiêu chiêu nhá, đây là cái bàn mình thấy rằng là ở con TDC ấy, thì nó còn dễ chơi anh em ạ. Theo như mình thấy thì ở TDC thì nó dễ chơi. Vậy nên là mình cũng khá là ổn định được anh em ạ. Mình thấy ở TDC khá là dễ chơi nên mình thấy là cũng khá là ổn định được đấy các bạn ạ. Nhá. Đây rồi, chắc là một bột tiếp anh em ạ. Không kịp đánh rồi. Chắc là cũng một bột tiếp anh em ạ. Ồ, gãy 1-1 luôn. Gãy cầu 1-1 luôn, gãy cầu 1-1 luôn anh em ơi. Gãy mất toi cái dạng cầu 1-1 luôn, gãy mất toi cái dạng cầu 1-1 luôn anh em. Hơi buồn anh em ạ. Ở đây chắc là mình sẽ tạm dừng với cả cái cầu này ở đây các bạn ạ. Tạm dừng với cái cầu này ở đây thôi bởi vì là nãy giờ nó cũng chỉ có 22 với cả 21 thôi anh em ạ. Nó cũng gọi là chả có gì khó ấy các bạn ạ. Đấy, chọn đúng game thì anh em mình chúng ta làm cái gì nó cũng dễ các bạn ạ. Chứ các bạn chọn vào những con game gọi là ít người chơi ấy, nó bịp anh em cho thì thôi bất người các bạn ạ. Được chưa? Nhá. Đấy, cẩm năng về chia sẻ cho anh em. Và cảm ơn anh em đã theo dõi những đồng hành với video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Lời nhẹ sóng cũ.